Xin chào mọi người, thì hôm nay đang giờ nghỉ trưa và mình sẽ quay cho các bạn coi cái vườn rau của mình trồng cách đây khoảng một tháng, hơn một tháng thôi. Nói chung đất ở đây khá là xấu nha các bạn. Thì đây có một cái cây ngũ hoa mình trồng rồi bắt đầu ra bông rồi, cho nó leo lên cửa sổ. Đó, nhưng mà mình sẽ cho các bạn coi cây mướp. Đây nè. Thì đây là cây quế mình trồng. Đây mình có hái sơ một lần rồi. Và đây là dâu răm. Đây là rau, quên mất tiêu rồi. Dâu ngò, lá tía tô, dâu ngò rí, đây là dâu đây nha các bạn. Dâu đây Việt Nam đem qua đây trồng nó cũng lớn nên này. Nói chung trồng dâu cải thì bị những côn trùng nó ăn hết nên nó không, và sau ăn hết thì mình sẽ không trồng dâu cải, mình trồng một loại dâu thơm. Leo đây, leo giờ bông. Ở đây thì trồng hành và sả nha các bạn. Sả mua về trồng không biết có sống hay không. Sắp đến mùa đông, còn 2-3 tháng tới mùa đông. Và đây cây là lốt, không biết có sống không. Mua trong tiệm về mình lấy cây này mình trồng không biết có sống được. Sau nhà mình rất ung tù, đằng sau mình là một cái bệnh viện như vậy. Bệnh viện này rất là ít người khám. Ok.